Phương pháp niệm Phật có thể làm được. Bạn xem, ba người của chùa Phật Lai không phải người bình thường. Ba người các ngài từ một câu Á Di Đà Phật đã làm được. Còn không có một bộ kinh Bí quyết chính là chuyên nhất Tâm phải chuyên Tâm phải nhớ Một niệm không được có niệm thứ hai Một niệm chính là chánh niệm Hai niệm chính là tà niệm Ý niệm của chúng ta quá nhiều Vọng tưởng tập niệm Ngàn ngàn vạn vạn Không tính xuể Tạp niệm vọng tưởng Không có trong tự tánh đây đều là sự việc của A-la-da A-la-da mê rồi mới có Giác rồi sẽ không còn Ngày nay chúng ta phải đi Con đường giác ngộ Không thể đi con đường mấy mùi Niệm Phật Là đi con đường Trực tiếp Thành đại giác Phật chúng ta xem thấy hoán hỷ chính là ba vị của chùa phật lai người tu hành biểu phá làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem các ngài chính là một câu phật hiệu ngay cả kinh cũng không cần một có Phật hiệu liền thành tựu hơn nữa là thành tựu viên mãn không phải thành tựu bình thường chúng ta phải biết xem chúng ta phải biết học Pháp môn này quả thật là 48 nguyện đại bi vô tận của Phật Di Đà lưu xuất ra phương tiện chí cực không có cái nào phương tiện hơn cái này một có Phật hiệu tính nguyện thọ trì Thế lại tìm không thấy Có cái nào phương tiện hơn cái này Lực dụng năng tư Dụng là tác dụng Lực là năng lực Bất khả tứ nghì Vãng sanh đến thế giới cực lạc Không cần biết là phẩm vị nào Phạm thánh đồng cứ độ phương tiện hữu dư độ thật báo trang nghiêm độ cho dù đồng cư hạ, hạ phẩm vãng sanh đến thế giới cực lạc đều làm a di việt trí bồ tát Thế nào gọi là a di vị trí Bồ Tát? Chính là Pháp Thân Đại Sĩ Cũng chính là Thiền Tông nói Mình tầm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Đều đạt Đến đẳng cấp này Thế giới cực lạc Trên danh nghĩa Có bốn cõi ba bậc chính phẩm Thực tế là bình đẳng Pháp giới Có những Danh xưng này là nói Bạn ở vào cảnh giới này Không được oái thần bổn nguyện Của A-di-đà Phật giá trì Nhưng vừa được Phật lực giá trì Liền bình đẳng đây là thập phương thế giới không có chỉ có thế giới này chúng ta không thể không đi phàm thánh tề thâu lợi độn câu bị lục đạo phạm phu bậc thánh tam thừa biết được pháp môn này không có ai khống niệm phật vãng sanh thế giới cực lạc phía trước chúng tôi báo cáo quà vì sao đẳng giác bồ tát còn phải đi đến thế giới cực lạc thám học Có một số Thường đi Tham gia Pháp hội của Phật An Di Đà Có một số Dùng lời hiện nay mà nói Đều di dân qua bên đó Thường trụ thế giới cực lạc Thế giới cực lạc nếu không thù thắng Vì sao đẳng giác Bồ Tát Phải à, đi ở thường trụ Điều này đáng để chúng ta suy nghĩ sâu xa. Pháp thân Bồ Tát nguyện ý vãng sanh. Đặng giác Bồ Tát nguyện ý ở thường trụ. Nhất định có đạo lý. Sự với dự thù thắng trong sự việc đó, chúng ta không biết được. Nhìn thấy hành động, hành vi của những người này chúng ta liền nên nghĩ đến dưới đến thạp ác ngũ nghịch điều này cho chúng ta tính tâm ngạ quỷ xúc sanh chỉ cần phát tâm chuyến niệm ác được độ thoát Ngày nay chúng ta Còn hơn ngủ nghịch Thạp á Còn hơn cả Ngạ quỷ xúc sanh Vấn đề của chúng ta hiện nay Chính là một câu nói Ở phía sau Chúng ta có thể Phát tâm chuyến niệm Vạn duyên buồn xuống trên... Chân thật buông xả hay không? À, trên... Thật tin trên... Chân thật tin tưởng Có thế giới cực lạc Có A-di-đà Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Cứ thế mà niệm tiếp tục. Niệm mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe lại tiếp tục niệm. Người như vậy Ác được Mỗi một người Đều được độ thoát Không sót một ai Rộng độ hết thảy hàm linh Các bạn cho Cái lời chân thật Lời nói này là thật Không phải giả Phổ là phổ biến Vậy là cho chúng ta Á à, à, Di Đà Phật cho chúng ta trần... lợi ích chân thật Ở thế gian này cho bạn tiền của vàng bạc là giả ừ. tại vì sao? Mang đi không được à, Không luận cho đúng bạn đúng. cái gì bạn không thể xác lì lục đạo luân hồi Đều không phải lợi ích chân thật Có thể xác lì lục đạo luân hồi Lợi ích này Cũng không xóa được với lợi ích Vãng sanh thế giới cực lạc Lợi ích vãng sanh thế giới cực lạc Mới thật sự Là lợi ích chân thật của thế suốt thế gian lợi ích đệ nhất đại ân đại đức chúng ta làm thế nào có thể thể hội được Rất nhiều người đọc kinh văn này buông lời tùy tiện. Đầu tiên phải biết chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay vô lượng kiếp đời đời kiếp kiếp ở trong lục đạo mà luân hồi khổ không kể xí. Nếu bạn hỏi trong lục đạo Có người nào chưa từng làm qua thiên vương không? Có người nào chưa từng đọa địa ngục không? Chỉ cần Trong lục đạo Thể đều có phần Chính là ra không được Quý như thiên vương Phúc hưởng tận rồi Ác nghiệp hiện tiền Lại đọa xuống dưới Xuống dưới chịu tội hết rồi Họ lại hướng lên trên Đây là lục đạo sanh tử luân hồi Làm sự việc này chẳng có chút ý nghĩa nào khổ không kệ xí ngày này có người đến giúp chúng ta công nhận khiến chúng ta thoát ly lục đạo luân hồi còn khiến chúng ta có thể vãng sanh thế giới cực lạc ân đất này bao lớn chứ Trong lục đạo thập pháp giới Còn có ân đức nào lớn hơn ân đức này không? Không có Tri ân mới biết báo ân Đại ân đại đức của Phật Bồ Tát Đối với chúng ta Chúng ta không biết Người không học Phật không biết Người học Phật cũng không biết Những người nào biết, người thật thà nghe lời, thật làm bí, người biết được đều thành tựu, đây chính là báo ân. Ba người này của chùa Phật Lai đều là phẩm vị cao nhất. Vạn sanh thế giới cực lạc Các ngài chân thật là người Báo ân Người tri ân báo ân Đại nguyện đại lực Của Phật Di Đà Chúng ta cũng không biết Vậy ai biết? Chư Phật như Lai biết. Pháp thân Bồ Tát biết. Pháp thân Bồ Tát đặc biệt là từ Bác địa trở lên. Vì thế, Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền Văn Âm Thế Chí Di Lạc Những vị này đều vãng sanh thế giới cực lạc tại vì sao các ngài biết chúng ta làm thế nào biết được ghi nhớ một câu giáo huấn của cổ nhân trường kỳ huân tu Liền biết được Bộ kinh này Niệm trên ngàn lần Liền biết Vì sao? Tâm đã định Tâm định có thể khai trí huệ Trí huệ có thể biết được vấn đề Chưa được ngàn lần Tâm của chúng ta còn bao trao Không định xuống tai nghe không thể dựa vào gió thoảng qua tai nháy mắt là quên mất của nhân trung quốc hiểu được đạo lý này vì thế yêu cầu học trò phải đọc sách ngàn lần tại vì sao ngàn lần họ được định được tá mùi sau khi được tá muội vẫn là ngàn lần như cũ liền sẽ khai ngộ chính là đạo lý như vậy đạo lý cùng với phương pháp này người nước ngoài không biết chúng ta nói đến vấn đề này với người nước ngoài họ lắc đầu làm gì có chuyện này không tin tưởng không tin cũng không thể trách họ vì sao vậy là tó tâm của họ không biết cũng chưa dạy quá họ trước giờ chưa từng nghe nói thứ này chỉ có trung quốc có chỉ có ấn độ cổ có ấn độ hiện nay không có chúng ta muốn khôi phục nó tìm vài người đến làm thí nghiệm một bộ kinh bạn niệm trên 10 năm, xem thử bạn có được định không? Có khái ngộ không? Chúng ta đối với Cổ Thánh Tiến Hiền, đối với Lão Tổ Tông, có lòng tin. Lòng tin kiên cố. Chúng ta cố gắng. Chúng ta đến làm sự việc này. Bạn xem Ngài Hải Hiền. Mấy người các ngài Chính là một có Phật hiệu Không có niệm thứ hai Ngài liền có thể khái ngộ Ngài có thể được định Tôi cùng với chư vị làm báo cáo Công phu thành phiến Là vừa mới được định Tiểu định rất càng Sự nhất tâm bất loạn Là định của tiểu thừa thanh văn duyên giá lý nhất tam bất loạn bồ tát đại thừa pháp thân đại sĩ không có cái gì khác dùng tâm duyên nhớ nhất định sau khi được đại triệt đại ngộ thì thế nào học rộng nghe nhiều chưa đến lúc khái ngộ thì không được nhất định phải tu định nếu không bạn không khái ngộ được học rộng nghe nhiều những gì bạn ghi nhớ được là tri thức không phải trí huệ kỹ vẫn chi học là tri thức tri thức không thể giải quyết vấn đề hơn nữa có di chứng về sau trí huệ có thể giải quyết vấn đề không có di chứng về sau hiện nay giáo dục phương tây toàn là tri thức hoàn toàn là dùng sự ghi nhớ ký vẫn trí học bạn xem tấm luận ngữ của trung quốc nói bất túc dĩ viên nhân sư giả người trung quốc yêu cầu cái gì cái ngộ Phật Tích Ca khái ngộ thuyết ra nhiều kinh điển như vậy cho chúng ta không có ai dạy ngài Người năng đại sư khái ngộ người khác đọc kinh cho ngài nghe đổi lại ngài giảng kinh cho họ nghe giúp họ khái ngộ vì thế đã dụng độ xanh vi diệu khó nghĩ nổi có như thế mới xứng bổn hoài của như lai mới là phương tiện cứu cánh một có vật hiệu này của tịnh tông là phương tiện cứu cánh trong số phương tiện cứu cánh chúng ta nhất định phải trân trọng nhất định không được luống qua Hy vọng trong một đời này nhất định có thành tựu chân thật làm, thật sự chịu làm. Ngài Oánh Kha Triều Tống đã làm ra ví dụ cho chúng ta ba ngày ba đêm liền mời được a Di Đà Phật đến. Người đó cũng chính là phá trai phạm giới tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Ngài cũng có thể thành công chúng ta vì sao không thể thành công không có quyết tâm đó của ngài tính nguyện không sao được với ngài ngài thật tin thật nguyện hôm nay thời gian đến rồi chúng ta học đến chỗ này